Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tam Đường đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, không tuân thủ quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trước những tiềm ẩn tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra, đội cảnh sát giao thông trật tự đã xây dựng kế hoạch tập trung kiểm soát, xử lý theo chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn huyện. Để phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm đạt hiệu quả, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra kiểm soát vào các giờ cao điểm, các buổi tối, các ngày nghỉ, ngày lễ. Nên là chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác phối hợp giữa cảnh sát giao thông công an huyện với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và cả cục cảnh sát giao thông C08 của Bộ Công an. Thì công tác phối hợp này chúng tôi thường xuyên tăng cường trên các tuyến giao thông trọng điểm có các phương tiện giao thông thường xuyên qua lại, tập trung các lỗi chủ yếu là thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông như là điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy, rồi điều khiển xe lạng lách đánh võng, vi phạm không có giấy phép lái xe, các xe ô tô cơi nới thành thùng chở hàng vượt quá trọng tải và chạy quá tốc độ, đó là những cái nguyên nhân chính thường xảy ra tai nạn giao thông. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đánh giá đúng thực trạng người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện thủy nội địa sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác nhằm đưa ra biện pháp quản lý, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã triển khai tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Để tăng cường công tác nâng cao ý thức cho bà con trong công tác chấp hành khi tham gia giao thông và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thì phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuyên truyền. Đặc biệt là với những cái lỗi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Cái thứ hai là chỉ đạo các đội nghiệp vụ của đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời là phối hợp với các đội cảnh sát giao thông trật tự của công an các huyện thành phố để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Cái thứ ba là phòng đã thành lập một tổ công tác đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc các đội nghiệp vụ và công an huyện thành phố để làm tốt công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm ở trong toàn địa bàn tỉnh. Việc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã mang hiệu quả tích cực. Lượng vi phạm được phát hiện giảm dần, người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông, qua đó hạn chế được tình trạng va chạm và tai nạn xảy ra do sử dụng rượu bia. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức của bản thân mình. Khi đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.